đổ dốc cầu Ông Lãnh, xe ô tô Toyota Innova bất ngờ cua ngoặt đầu xe ngay dưới chân cầu, bất chấp phía trước biển báo yêu cầu các phương tiện phải đi thẳng. Pha cua ngoặt đầu xe của ô tô khiến một người phụ nữ chạy xe máy Honda Lead không kịp phản ứng, loạng choạng và phải xuống xe tấp vào lề để tránh va chạm. Toàn bộ sự việc được camera của một ngôi nhà bên đường ghi lại. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020. Đáng chú ý, sau khi khiến người phụ nữ chạy xe máy loạng choạng suýt ngã, xe ô tô lại tăng ga tiếp tục chạy khiến những người đi đường phẫn nộ. Nhiều người đã đuổi theo chiếc xe Toyota Innova màu xám từ quận 4 sang đến quận 1 để chặn chiếc xe. Đi ngược chiều khoảng 5 mét, tài xế ô tô cho xe rẽ vào đường Nguyễn Công Trứ và tiếp tục chạy. Phía sau, một số xe máy vẫn tiếp tục truy đuổi. Đến đoạn trước hầm vượt sông Sài Gòn, xe ô tô trên tiếp tục va chạm nhẹ với một xe máy khác. Lúc này, những người đuổi theo đã chặn được đầu xe, yêu cầu tài xế dừng xe. Ngay lúc này, một cảnh sát giao thông đội Bến Thành thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực chốt trước hầm vượt sông Sài Gòn đã đến hiện trường. Sự việc khiến nhiều người đi đường dừng xe lại theo dõi. Nhiều người tức giận quát mắng, đòi đánh tài xế xe ô tô và lực lượng cảnh sát giao thông phải can ngăn. Sau khi nhận tin báo, cảnh sát giao thông trật tự công an quận 4 đã đến kiểm tra và xác định tài xế xe ô tô không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy. Tại trụ sở công an phường sau đó, hai bên đã thương lượng tự giải quyết. Về đoạn video clip được trích xuất camera, ghi lại cảnh tài xế đi ngược chiều khu vực dưới chân cầu Ông Lãnh. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 đã chuyển sang đội cảnh sát giao thông Bến Thành để làm các thủ tục xử lý vi phạm qua hình ảnh. Trước vụ việc này, cũng đã có một số trường hợp người dân truy đuổi xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên truy đuổi, gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác. Trong những trường hợp này, người dân nên ghi hình hoặc ghi nhớ biển số xe và hướng xe gây tai nạn bỏ chạy, báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.